Cha và con hãy đến chợ Đà Lạt mua một loại quả có màu không đúng với tên gọi của nó. Đây là loại trái cây đặc trưng của Đà Lạt. Trái cây mà màu không giống tên của nó là trái dâu. Ok. Đồng hành hai cha con học lớp chuẩn bị bắt đầu. Đi tiếp. Đi 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 ba. Chạy 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 nhanh lên. Đường này đúng rồi. Đường này nè. Ok ok. Đường này. Nhấc mông lên. Quên đi. Cái đổ mình đi bên đây là em thắng đúng không cha? Rồi bạn ngồi lên rồi nha. Chắc hù chắc rồi. Chắc mình thắng chắc đúng chưa? Rồi. Trời ơi, hai cha con người kia mà đi bằng cái đường nào vậy? Bác đi từ từ. Xuống đây con bước xuống đây nè cha. Cha coi coi. Nè, con bước xuống đây nè đó. Hãy đến chợ Đà Lạt mua một loại quả có màu không đúng với tên của nó. Cái màu không đúng với tên của nó. Cái màu thì màu đỏ là trái và trái dâu, là một loại trái cây đặc trưng của Đà Lạt. Không lẽ là bơ nữa. Rồi lấy con cái hồng. Có hồng rồi nha. Đây là hồng giòn. Đặc trưng của Đà Lạt mà không cùng màu với nó nha. Một loại quả có màu không đúng với tên của nó. Cha và con hãy cùng chụp một tấm hình kỷ niệm tại nơi duy nhất thành phố Đà Lạt chỉ chiếu phim Việt Nam. Nhiệm vụ này vẫn còn thiếu phần nội dung là tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 2O. Cha Lâm Hùng và bé Chani ơi, cố gắng đừng bỏ sót nha. À. Đây. Cái màu. Màu là màu vàng. Mà trái này là trái hồng đúng không? Rồi chắc chắn. Lấy bà trái đi chị. Trái, rồi trái. Rồi ok ok hai trái thôi. Nó đừng rớt hết nha ba. Dễ gì. Rồi rồi. Cảm ơn chị. Hai cha con hãy chụp một tấm hình kỷ niệm duy nhất tại thành phố Đà Lạt chỉ chiếu phim Việt Nam và tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 20. Này thấy mấy người kia đi qua đó cha. Thấy mấy người kia đi qua đó đó. À, rạp chiếu phim Việt Nam. Lên lên trên đó luôn hả? Rồi rồi rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi chạy qua lấy xe. Lấy xe hả? Ừ. Đi, theo lên, theo lên. Dạ. Chắc đội bên kia mà mày lên đó trước rồi đó cha. Biết đường đi vòng nhưng mà xa quá, sợ thua đội kia. Hai cha con mà phải nhấc xe lên luôn. Kinh lên nhưng mà cha kinh, con đâu có kinh đâu. Cha kinh mệt muốn chết luôn. Nhưng tìm giùm cha. Mình đã có ảnh rồi nha. Đây là tấm ảnh của rạp chiếu phim thành phố Đà Lạt. Chỉ tiêu chiếu phim Việt Nam thôi à. Đi. Đi trước rồi. Mình thiếu gì á. Tìm phong bì nhiệm vụ tiếp theo tại nơi mà ký hiệu của nó là 20. Hai cha con kia đâu mất rồi ba. Cha Lâm Hùng và bé Chani ơi, hãy chú ý kỹ ký hiệu của chương trình thêm một chút nữa nha. Ở đây có sự lắt léo nhỏ nhỏ chứ không phải như cha đọc đâu. Rạp chiếu phim đâu? Để cha hỏi người ta cái. À, chú ơi, cho cháu hỏi cái chỗ mà chỉ chiếu phim, cái rạp mà chỉ chiếu phim Việt Nam thôi, ở Đà Lạt mình, ở gần chợ mình nè. Rạp chiếu phim là đấy. Rồi đồ, đồ, mà chỉ chiếu phim Việt Nam thôi đúng không? Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, lẹ lên con. Tới rồi. Đây nè con. Qua đây. Hai cha con mình nè, con quay qua đây.